Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em tham gia chương trình iRub của John Root để làm ra dáng các bạn click trên phần link mô tả mình để chat chatbot và bấm nút start. Rồi các bạn click apply nha các bạn. A nè. A H K E. Rồi tất cả anh em gửi cho bot. Rồi khi tham gia dự án, tất cả anh em nhận được một anh em nhận được một token TRR bằng giá khoảng 60 đô. Hiện tại con này nó mỗi một lượt ghép tất cả anh em nhận được 0.001 TRR. Rồi tất cả anh em tham rồi anh em bấm vào continue nha. Đây là một dự án hy vọng nó đừng xảy ra anh em, nó có hình logo khá là đẹp luôn. Rồi tất cả anh em join vào hai kênh, một kênh group và một kênh channel đó nè. Nhiệm vụ khá là đơn giản tất cả anh em. Rồi tất cả anh em bắt ít lợi. Rồi tất cả anh join kênh channel. À sao có máy sáng đứng sững tờ. Mình thông cảm này, tại vì không phải cái máy mình yếu mà tại trên cái bot Telegram quá trời nhiều giống join, mình join vào đây cập nhật thông tin nên lót hơi chậm các bạn. Rồi các bạn join vào ba hai kênh channel dùng kênh group nữa các bạn. Theo quay thì ông follow, like and retweet và pin bot, bấm vào fan. Đây thì tập cần TRR này đã list lên một cái sàn Uniswap. Nhưng mà nào mà làm iRub theo mình thì các bạn không biết bán token thì mình có thể bán dùm cho tất cả các bạn không ạ? Hoặc mình sẽ thu mua cho các bạn, nhưng hiện tại để cho trái gà thấp thấp các bạn gom nhiều token thì mình mới thu mua cho tất cả các bạn. Rồi bạn like nè. Ồ, chương trình iRub nó con nào ta? Ở con này các bạn, bài đầu tiên nha các bạn. Rồi các bạn đi test làm một cái bình luận nha các bạn. Rồi các bạn đi tiếp cái comment nha các bạn. Good. Hay đó. Rồi các bạn trả lời cho nó các bạn. Rồi các bạn bắt đáp đâu. 1 TRR bằng 2.556 TRX. Hơi ít chứ. Khá là ngon người ta nè. Đây thì mình thấy trên trang cộng đồng chơi World của nó, giao diện của nó khá bắt mắt, nó có thiết kế giờ mình thấy giọng gọi đó nè. Wow, đâu rồi? Rồi đóng kia. Rồi các bạn theo World dưới đây, kênh theo World của nó, các bạn cũng theo follow and retweet và pin bot nghe tất cả anh em. Rồi tất cả anh em bấm vào nữa tiếp nữa nè. Này ố, này nó tới hai kênh này rớt luôn ta. Rồi bạn like nè. Rồi đi tiếp nó test lại nè. Test lại nè. Rồi bạn đáp lại. Rồi các bạn bấm vào một submit đi tên nha các bạn. Rồi các bạn, bạn bấm nút submit đi tên nè. Rồi các bạn bạn Telegram của mình các bạn. À cộng anh 1 3 3. Rồi bạn gửi các bạn. Rồi các bạn gửi lời username theo quên các bạn. À cộng 2. À cộng win chứ. V nè nè 9 các bạn. Rồi các bạn dùng địa chỉ John Lin TT Hammer, các bạn dùng ví John Wall
John Lin nghe tất cả mà bạn nào chưa biết tới John Lin mình có để một cái video tới với nhà mình sẽ tặng cho tất cả bạn vài đồng tiền để kích hoạt giấy nghe tất cả bạn rồi bạn bấm và mình bắt đầu còn dự án CPA hôm qua tất cả các bạn mình đã về tất cả các bạn thì nó trả ngẫu nhiên cái đêm mình được 0.08 nghe các bạn và tất cả rồi các bạn copy nè. Rồi các bạn copy các bạn gửi cho bot nha tất cả các bạn. Rồi các bạn gửi các bạn. Chào bot phan các bạn chào bot phản hồi các bạn. Rồi các bạn copy cái link này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Các bạn vào xóa tiếp thôi. Không có gì hết rồi giờ menu tại mình quay video nên cái máy mình không văn hồi nha các bạn rồi đây các bạn xì nha các bạn. À mình đã nhận được 0.5 TRR nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Các bạn hãy sang đứng lại.